Xin kính chào quý vị đến với chương trình Đời Sống Quanh Ta, Life Around Us with Billy Lê. Kính thưa quý vị biết là chúng ta bước vào tháng 6, có rất là nhiều cơ sở thương mại đang khai trương. Thêm vào đó, chúng tôi xin không quên phổ biến là nếu mà quý vị nào mà cần những dịch vụ làm sổ thông hành, hộ chiếu Hoa Kỳ, thì bên văn phòng của Chánh đốc sự quận Cam, Hiếu Nguyễn đã có cái cơ hội để khai trương văn phòng ở hướng Nam của quận Cam, đó là thành phố Laguna Hills. Nếu mà quý vị nào mà cần làm hộ chiếu passport, sổ thông hành, thì quý vị cũng có thể ghé vào văn phòng ở hướng Nam, hướng Bắc là Anaheim và cũng như là Santa Ana, thì văn phòng của Chánh đốc sự Hiếu Nguyễn có làm hộ chiếu để giúp cho quý đồng hương chúng ta, ai mà cần một cái passport, US passport Hoa Kỳ để đi chơi toàn thế giới. Trở lại đến với hai người bạn của Billy năm xưa, thì có biết là có Christy từ thành phố Garden Grove và cũng như là Jake, thì Billy có cơ hội để mời hai bạn trở lại với chúng ta, nhưng mà kỳ này là nói chi tiết hơn về cái ngành của bộ phận của Jake là Code Enforcement Officer. Thì Jake có thể chia sẻ, mà trước hết xin hai bạn gửi lời chào đến quý vị khán giả. Kính chào quý vị từ khán giả từ đài IBC, cũng như kính chào anh Billy. Chào Chrissy. Dạ vâng, Chrissy xin kính chào quý khán giả của đài IBC TV, cũng như là chào Billy, chào Jay. Hình như Chrissy kỳ này tóc bạn hơi khác đúng không ạ? Dạ, có cắt tóc. Cắt tóc, chuẩn bị đi chơi chưa? Hay là sao? Mùa hè này có bận đi làm hay là bận dạ, đi vẫn chơi? Dạ, vẫn bận như thường. Kính thưa quý vị, lần trước thì hai bạn đã kể là cái cách mà là một người nhân viên của chính phủ như thế nào, thì mời quý vị nào mà muốn làm việc cho thành phố Garden Grove thì thành phố có một cái website quý vị có thể lên để mà apply để làm việc như hai bạn này. Thì khi mà quý vị làm việc lâu dài đó thì quý vị có thời gian để đi chơi vacation, thì không biết là mùa hè sắp tới rồi Christy và Jake có những cái dự định nào đi chơi hay không? Thì vào trong mùa hè này thì dự định có nhiều đi hiking. Ok. Yeah, và thật là đi biển. Còn bạn Christy? Dạ thì mùa hè này mình cũng ngoài những cái lúc bận rộn ở trong chỗ làm ra thì mình cũng dành thời gian để mà mình self care, giống như mình cho dành cho bản thân mình, cũng như đi chơi chơi và đi ăn luôn ha. Cái đó là đương nhiên rồi. Đi ăn ủng hộ với business ở Garden Grove. Miễn sao chúng ta đi ăn để và ủng hộ cho những cái business, những cái cơ sở thương mại trong thành phố Garden Grove, đó là lời nhắc nhủ của hai bạn. Nhưng mà nếu mà nói về code enforcement thì không biết là Jake có thể chia sẻ đến quý vị là ngoài cái công việc mà coi cái luật lệ của ngôi nhà đi, thì Jake có liên quan điều gì đến với các cơ sở thương mại hay không? Thì code enforcement cũng có làm việc chung với những cơ sở thương mại là để bảo đảm là họ có business license up to date. Dạ. Yeah, rồi cũng như là những cái nơi mà buôn bán rượu, thuốc thì mình cũng phải kiểm tra xem là họ có bằng để mà được quyền bán những loại đó hay không. Thì cũng như đối với những cơ sở thương mại thì mình cũng kiểm tra xem cái môi trường của họ làm có đủ sạch sẽ, có đủ đảm bảo an toàn hay không. Hoặc là khi mà họ vào một cái mướn, một cái khu nào đó để mà làm cơ sở thương mại thì có đủ đảm bảo những cái yêu cầu cần thiết như điện, nước hoặc là những nơi thoát hiểm chẳng hạn. That's very interesting, tại vì Billy thông thường là Billy hiểu rằng bên cơ quan y tế của quận Cam là Health Care Agency là họ là những người mà đi kiểm tra. So có nghĩa là code enforcement cũng đi làm những công việc tương tự hay sao? Dạ vâng, code enforcement thường cũng hợp tác chung với lại bên healthcare. Xin lỗi, healthcare agency cũng như cả hai cùng song hành mà làm việc chung với lại người chủ. Một bên có thể bảo đảm về vấn đề an toàn thực phẩm, vệ sinh sạch sẽ, một bên đảm bảo về vấn đề an toàn điện, nước, ga, building chẳng hạn. Trong những thời gian khó khăn vừa qua, nhất là COVID, thì Billy biết là trong thành phố Garden Grove có rất là nhiều cái quỹ để yểm trợ cho các cơ sở thương mại, như là những cái gọi là grants. Thì không biết là bây giờ bạn Christy có bị gọi nhiều về những cái trường hợp grants này hay không? Thành phố còn những cái grants này để giúp cho cộng đồng Việt Nam không? Dạ vâng, cảm ơn Billy hỏi câu hỏi này. Tại vì thật sự bắt đầu vào cuối tháng 6 là đó là những cái lúc mà bên thành phố sẽ có những cái grant, những cái chương trình cho người dân và cũng giống như là activity cho mọi người đó. Thì cái chương trình hiện tại mình nhớ vẫn còn và it's giống như là first come first serve, là ai apply trước và khi mà họ còn tiền thì họ vẫn cho nha. Đó là chương trình Job First.
thì cái chương trình này những ngày tháng qua Chrissy cũng có nói qua rồi là một trong những cái chương trình giúp đỡ cho những người dân business, local business có cái tiền loan up to 50.000 hoặc là cái tiền grant up to 25.000. Cái tiền loan đó thưa quý vị là quý vị trả lại nhưng mà là zero interest nhé. Còn cái tiền loan tại cái loan với cái grant nó khác nhau là loan là mình phải trả lại. Còn grant là cho luôn, không có trả lại. Dạ, thì cái loan nó là không có trả interest ha, và cái grant là up to 25.000 để mà giữ hoặc là tạo việc làm cho công nhân, hoặc là cái mình phải là cái business, mình phải active ở trong thành phố Garden Grove, mình phải có business license, mình phải có nhân viên, và tùy theo cái business của mình, có những cái business họ yêu cầu là khoảng từ 5 đến 8 người nhân viên thì phải đó. Nhưng mà ý của Chrissy ở đây là cái job first này vẫn còn đang mở, tại vì khi mà mình lên cái website đó họ vẫn để là apply. Nếu mà quý vị muốn tìm hiểu thêm về cái chương trình này thì trên website của thành phố là ggcd.org, mình có thể lên trên đó và mình bấm cái chữ job first thì họ sẽ có cái thông tin này cho quý vị. Dạ, cảm ơn Chrissy rất là nhiều. Để trở lại với Jake nè, khi mà Jake ra làm việc với các cơ sở thương mại đi, thì Jake thường có thấy những cái violation mà thường xuyên xảy ra trong những cái business hay không? Trong những cái business thì những cái violation mà Jake thường thấy là bao gồm, trước tiên là có thể đôi khi chủ của business quên renew cái license của họ. Rồi ngoài ra thì Jake cũng thấy những cái violation như là họ không có giữ cái khu thương mại của họ một cách sạch sẽ. Rồi hoặc là họ có thể sửa một chút xíu này nọ, có thể sửa điện hoặc là xây thêm một cái phòng hay là gì đó, thì những cái đó họ cần phải có giấy xin phép. Thì cái lý do đằng sau những cái này là mục đích là để đảm bảo an toàn, để mà những cái người, có thể những khách hàng đến, họ đến một nơi mà phải là an toàn, không xảy ra vấn đề. Nhưng mà thí dụ như nếu mà Billy là một người mà muốn mở một cái cơ sở thương mại đi, mà Billy muốn là một cái người mà muốn make sure mình có an toàn, có giữ an toàn được cho khách hàng, thì thành phố thường thường có những cái danh sách, cái chi tiết hơn là phải cần phải làm gì để giữ an toàn hay không? Thì trong vấn đề này thì người chủ có thể hỏi thêm về chi tiết thêm về cái phần mà họ muốn mướn. Giả sử cái khu họ muốn mướn là có thể nói với thành phố họ xin public records để xem là trước đây là cái khu mà họ mướn như thế nào, hiện tại có sửa sang hay gì không. Thì thường thường tất cả những cái sự sửa sang đó mà nếu mà có giấy phép thì được lưu lại hết. Thì qua những giấy phép đó thì người chủ có thể biết rõ là theo hồ sơ của thành phố thì nó bao gồm những cái gì, cái gì, cái gì. Và theo những hồ sơ đó thì mình biết là sẽ đảm bảo an toàn hay không. Nếu mà không có hợp, có nghĩa là những có thể người chủ trước họ sửa không có hợp pháp, họ làm theo ý muốn của họ nhưng mà không được kiểm định. Thì khi mà Jake thường đi tham quan những cơ sở thương mại này đó, hoặc là đi những ngôi nhà đi, mà Jake có thường gặp những người chủ không vui hay không? Và nếu mà trong trường hợp mà Jake gặp những người mà khó xử như vậy đó, thì điều gì thường thường bạn sẽ làm? Dạ, thường thì Jake xử lý đa số là những cái khiếu nại ở trong khu neighborhood hơn là thương mại. Thì thường tất nhiên mình khi mà mình đến một cái nhà của ai đó, mình nói là họ phải sửa cái này, làm cái kia, tất nhiên là họ không được vui rồi. Khi mà mình đến nhà họ nói là giả sử ô cái nhà của cô không có giấy phép, cô phải tháo dỡ đi. Thứ nhất là họ đang sống yên bình, tự nhiên phải làm cái này. Thứ hai là họ phải bỏ tiền ra để mà sửa chữa, thì tất nhiên là họ không vui. Nhưng mà mình phải kiên nhẫn với họ, giải thích rằng là cái lý do mà thành phố có những yêu cầu như vậy là để đảm bảo vấn đề an toàn cho họ, cho chính người thân trong gia đình. Khi mà giải thích là nếu mà anh chị có một cái xây dựng một cái nơi nào đó mà không đủ đảm bảo an toàn, mình ở trong Cali này thường động đất rất là nhiều, thì giả sử nếu mà động đất mà mình có gia đình mình sum họp đâu chơi đâu đó mà xảy ra tai nạn, thì cái này là chính là cho vì an toàn của mình thôi. Khi mà giải thích cho họ rồi đó thì họ cũng hiểu là ồ tại sao. Nhưng mà mình cũng nên đặt mình vào trong hoàn cảnh của họ. Nếu mà mình là một người chủ nhà, ai đó đến nhà mình nói làm cái này làm cái kia, tất nhiên mình cũng bực thôi, đúng không? Cho nên mình kiên nhẫn với họ, cũng thể hiện cái sự đồng cảm một chút xíu, chứ không phải là ồ ta đây là thành phố, tôi đây kêu anh làm cái này, anh làm cái kia, anh phải theo. Thường thường mà làm như vậy thì chủ nhà ít có hợp tác với mình một cách đồng lòng. Nhưng mà khi giải thích và cho họ rằng
Thành phố đến không phải để phạt, thành phố đến để giúp anh chị, giúp mình bảo đảm sống trong một căn nhà có một cái môi trường an toàn cho những người xung quanh, những con cháu của mình khi mà sinh hoạt trong cái nhà đó. Thì không biết là bạn có những cái hình ảnh gì của một cái nhà mà bị vi phạm hay không, và thường thường nếu mà chúng ta xin nhờ đài IBC cho những cái hình ảnh mà hình như Chrissy có đem là hình ảnh mà có cái ngôi nhà mà có đầy rác, và sau khi có code enforcement involved giống như là cái nhà đã sạch sẽ lên thì nó giúp như thế nào. Thì xin mời bạn chia sẻ là khi mà bạn thấy một cái nhà có rất là nhiều rác thì bạn điều gì bạn đã làm để giúp cho cái nhà đó. Thì thường khi mà mình đến một ngôi nhà mà thấy đầy rác như vậy đó, trước tiên là mình giải thích cho chủ nhà là việc mà anh chị có rác đến đầy nhà như vậy bề ngoài, ở bên ngoài lẫn bên trong, thì trước tiên là nó ảnh hưởng đến cái vẻ đẹp của thành phố. Thứ hai á, là nó ảnh hưởng đến cái vấn đề an toàn của họ. Bởi vì giả sử nếu mà trong một trường hợp khẩn cấp mà thành cứu hỏa hoặc là cảnh sát có thể cần đến ngay lập tức, nhưng mà họ có đầy rác trước nhà đó thì sẽ cản trở cái việc đi lại. Có đôi khi một vài giây đó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề an toàn của họ. Dạ vâng. Một lần nữa, quý vị nào nếu mà muốn tìm hiểu thêm về cách để gìn giữ cái ngôi nhà của chúng ta cho nó có đảm bảo an toàn thì xin quý vị hãy lên cái website của thành phố để mà tìm hiểu thêm. Còn không thì quý vị có thể gọi cho Jack qua thành phố. Số điện thoại là số mấy? Xin mời Jack. Số điện thoại bên Code Enforcement là 714-741-5358, hoặc là quý vị cũng có thể lên trang web của thành phố là ggcd.org, và nếu mà liên quan đến Code Enforcement có thể vào thêm cái trang nhà mình đang thấy trên màn hình, và mình có thể report cái violation chi tiết ở một cái địa chỉ nào đó mà mình muốn. Dạ vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại sau đây để nói thêm về phần Code Enforcement Officer như là check đây.